Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Mùa hè chính là thời điểm thích hợp nhất để các nhà phát hành game tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động trong game, đồng thời tung ra những sản phẩm mới phục vụ game thủ. Sau đây, mời các bạn cùng AFK Mobi điểm qua 8 tựa game mobile mới toanh sẽ cấp bến làng game Việt trong tháng 6 này nhé. Tuyệt kiếm cổ phong mobile. Tuyệt kiếm cổ phong là tựa game nhập vai hành động sở hữu phong cách hình ảnh kiểu âm dương sư, có nội dung xoay quanh bộ sách cổ Sơn Hải Kinh Phát. Gia nhập vào game, người chơi sẽ được chọn một trong 4 đại môn phái đại diện cho các hệ tộc như tiên, nhân, thần, thú với khả năng tương hỗ nhau trong mọi hoạt động cảnh quét phó bản hay đi chiến trường. Về căn bản, game vẫn sử dụng lối chơi nhập vai truyền thống khi cho phép người chơi tự do di chuyển quanh những bản đồ mở, kết hợp với những phó bản hoạt động diễn ra hàng ngày ở từng map riêng biệt. Tại đây, người chơi hoàn toàn có thể tu luyện tiên thuật, săn tìm cổ vật, trảm yêu diệt ma cả ngày mà không biết chán. Dân chơi Tam Quốc, Phan Táp. Dân chơi Tam Quốc sở hữu lối chơi thu thập tướng, sắp xếp thành đội hình và chiến đấu trong các màn chơi theo dạng vượt ải truyền thống. Hệ thống võ tướng của game rất đa dạng và được chia thành nhiều phẩm cấp, thuộc tính tình duyên, quốc gia riêng biệt. Lúc này người chơi dựa vào đấy mà chọn kết hợp và nâng cấp đội hình, phát triển chuyên sâu một cách hiệu quả hơn về sau. Điểm cộng của dân chơi Tam Quốc nằm ở độ hợm hĩnh của dàn nhân vật khi chúng được chibi hóa và cách điệu lên rất nhiều khi cho phép các võ tướng thời Tam Quốc thoải mái sử dụng vũ khí công nghệ cao, hàng nóng một cách đầy điều luyện. Ragnarok Online, VTC Game là một trong những đầu game online làm nên tuổi thơ của các thế hệ game thủ 8X, 9X, thu hút hơn 25 triệu lượt tải toàn thế giới. Ragnarok Online đã thực sự làm nên tên tuổi của mình trong thị trường MMORPG 2D cũng như trong lòng người hâm mộ. Game rất nổi tiếng với những lối chơi đa dạng của mình như PvP hay WoE. Hệ thống nghề nghiệp nhân vật và trang bị cũng như bản đồ cực phong phú. Người chơi sẽ không có một phút giây buồn chán nào khi đắm chìm vào miền đất thần thoại Ragnarok Online. Phượng Hoàng Cầm Tú, Phan Táp. Với hàng vạn trang phục cùng nhiều phụ kiện thời trang khác nhau, Phượng Hoàng Cầm Tú giúp bạn thể hiện phong cách thời trang vô cùng phong phú, có thể thiết kế đa dạng trang phục với nhiều xu hướng từ cổ trang đến hiện đại. Tại đây, bạn có thể trở thành tiểu thư khuê các dưới triều đại nhà Thanh, tham gia thi tuyển tú nữ vào cung với mong muốn minh oan cho cha, hay nên duyên cùng hoàng thượng, vượt qua các cuộc cung đấu, từng bước thăng tiến địa vị, trừng trị kẻ ác. Bách Luyện Thành Thần, ES Game. Bách Luyện Thành Thần là tựa game nhập vai H5 lấy đề tài tiên hiệp vừa quen vừa lạ. Trong game, người chơi sẽ bước đi trên con đường tu luyện để đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử. Và trong suốt chuyến hành trình, người chơi sẽ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn và chiến đấu với biết bao yêu ma quỷ quái. Game sở hữu đồ họa đẹp mắt, hệ thống chiêu thức hoành tráng, mãn nhãn, hứa hẹn đem đến cho người chơi những màn PK đầy hào hứng. Ngoài các kỹ năng cơ bản, trò chơi còn cho phép sử dụng các kỹ năng nộ toàn màn hình đến từ thần binh, pháp bảo, thần khí, thú cưỡi, thần dực, vô cùng mạnh mẽ.
Khuyển Dạ Xoa Truyền Kỳ Mobile. Khuyển Dạ Xoa Truyền Kỳ Mobile là tựa game nhập vai kết hợp siêu tập thẻ tướng dựa trên bộ manga ăn khách Inuyasha của tác giả Takahashi Rumiko, Nhật Bản. Tham gia vào game, người chơi có cơ hội gặp lại những nhân vật chính trong loạt truyện như Kagome, Sango, Setsumaru và phiêu lưu trong thế giới tràn ngập yêu quái, quỷ dị. Do là một game nhập vai hành động mà các cuộc đột kích boss và PvP trong game là điểm nhấn, làm nên sức hấp dẫn không nhỏ cho tựa game. Tại đây, bạn sẽ điều khiển nhân vật chính Inuyasha và có sự trợ lực từ các thành viên khác trong tổ đội để chiến đấu với bè lũ quái vật. Chiêu Chiêu Tam Quốc Mobile. Bước chân vào thế giới tươi mới của Chiêu Chiêu Tam Quốc, người chơi sẽ được sánh vai bên cạnh hàng triệu thành viên khác trong quốc gia của mình, đi chinh chiến với các quốc gia đối nghịch khác 24/24 vô cùng khốc liệt. Song thay vì lối chơi tấn công theo bang phái nhỏ lẻ, trò chơi lại chọn mỗi server sẽ tương ứng với một quốc gia khác nhau, qua đấy đem đến sự gắn kết cũng như tính tương tác cao giữa tập thể người chơi với nhau và mở ra quy mô trận chiến lớn hơn rất nhiều. Ngự Hồn Sư Mobile. Ngự Hồn Sư là tựa game thuộc thể loại nhập vai thẻ tướng. Vì cùng lấy bối cảnh Nhật Bản nên thoạt nhìn thì hình ảnh của tựa game này có rất nhiều điểm tương đồng với Âm Dương Sư năm nào. Lấy bối cảnh xứ sở mặt trời mọc vào thời cổ xưa, game đưa người chơi trở về thời kỳ tăm tối nhất khi quỷ vương tái sinh, tiêu diệt nhân loại, gây ra cảnh lầm than cực độ. Game có cơ chế đánh theo lượt màn hình ngang với đội hình trái phải hai bên quen thuộc. Tạo hình bắt mắt của các tướng cộng hưởng với hiệu ứng chiêu thức sặc sỡ đã khiến các trận đấu trở nên vô cùng mãn nhãn. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?